Nghĩa hình như cầm 99k anh ạ. Vẫn lên. Sợ thật, cổ tay quá khỏe. Ui phe kìa. Để Nghĩa về tốt thật. Ăn chưa? Ăn rồi, dính lưng rồi. Hello, chào mừng mọi người đến với live stream của Hùng. Trận bán kết 1, một trận siêu kinh điển. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Long Tô đến từ Quảng Ninh. Phía xa màn hình, cặp đôi Triệu Nghĩa. Vâng, để vào đến trận bán kết này thì hai đôi vận động viên đã phải trải qua những trận đấu vô cùng khắc nghiệt. Chém cầu tốt, điểm số 1 đều. Hello anh Thắng Sport, hello Vũ Việt Anh, hello Tiến Khổng Lồ, xin chào tất cả mọi người. Cầu ngoài sân. Anh em dự đoán kết quả của trận đấu này thế nào? Ai cổ vũ cho cặp đôi phía gần màn hình Long Hùng Cammin 1, ai cổ vũ cho Triệu Nghĩa Cammin 2? Hùng thì Hùng bắt cặp Long Hùng thắng trận này nhá. Hùng bắt cặp phía gần màn hình nhá. Dập cầu tốt, điểm số 3-1. Cổ vũ cho cặp đôi chủ nhà mình đi nhở, cặp đôi Quảng Ninh đi nhở. Xin giới thiệu một chút về thông tin của các vận động viên. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Long Hùng, cặp đôi số 1 của tỉnh Quảng Ninh bây giờ. Và họ cũng là đương kim vô địch của giải cầu lông các câu bộ mạnh toàn quốc tranh cúp 3 sao được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang vào đầu tháng vừa rồi. Và đối thủ của họ cũng là một cặp đấu rất mạnh của cầu lông phong trào miền Bắc, một cặp đôi mà gần như không anh em nào đánh cầu mà không biết, cặp đôi Triệu Nghĩa của Fly Power. Đây là một trận đấu vô cùng ngang tài ngang sức và hấp dẫn. Điểm 2-4. Cầu không qua lưới. Điểm số 3-4, trận này rất là ngang. Thủ, vâng, Triệu thủ rất lì. Vẫn lên rồi, bình thường, vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Rồi, chiến thắng cho Ngọc Triệu. Ok, anh Thắng Support, em cổ vũ cho Long Hùng. 29 người đang theo dõi cái live stream này. Mỗi người có thể ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ đúng không ạ? Tí nữa họ vào đây thì Hùng sẽ bắt họ cảm ơn mọi người. Đập cầu rất tốt. Dừng cổ tay rất hay, vận động viên Tô. Đánh với Triệu Nghĩa, đây là một chiến thuật vô cùng tuyệt vời. Tại giải đấu trước cũng thế, trần giải đấu vô địch các câu bộ mạnh toàn quốc thì cặp đôi Trần Đức Duy và Duy Nam cũng thắng Ngọc Triệu bằng một chiến thuật tương tự, nhiều điểm số và giành chiến thắng. Về kìa, về kìa. 76 cho Ngọc Triệu, trận đấu chất lượng nhá. Điểm số 7 đều. Cái này được không ạ? Hay quá. Bom. Bom. Vâng. Vâng. Rất lắt léo. Đánh cầu rất khéo léo. Đánh cầu rất tinh tế. Và đồng đội của anh cũng vậy. Cùng với đó đồng đội của anh có những pha đập cầu như bom. Giải đấu này, xin giới thiệu với mọi người anh Trần Quốc Việt là đội trưởng đội cầu lông bộ công an. Bình anh em thử thích nhỉ? Sẽ được gặp anh Quốc Việt thôi. Cặp đôi Long Hùng đánh cầu vít rất kinh khủng. Anh em đang tổ chức cho uống vài lon bia rồi nên lại hồi giọng rồi. Vận động viên Tô bắt lưới trong sân. Ok anh Việt, anh hẹn gặp anh ở Thái Bình nhá. Anh em tan bạn bèo xem cùng nào. Ôi, vẫn lên kìa. Một pha thủ cầu không tưởng của Ngọc Triệu, cổ tay quá khỏe. Số 10-11. Cầu ngoài sân. Phát cầu lỗi từ Ngọc Triệu. 12-10. Chơi đẹp thế. Không dám bỏ. Lệch mà trận đấu cực kỳ ngang luôn. Nên là chúng ta cũng chỉ thể biết được kết quả trận đấu ở đến khi trận đấu kết thúc rồi.
tỷ lưới hay thế nhỉ? Vít. Ồ. Đập cầu vào lưới mất rồi. 13-12. Quảng Ninh đâu rồi? Anh em nào Quảng Ninh comment một nào. Bình thường những người xem live stream của Hùng phải tầm đến 30% là người Quảng Ninh. Chặn hay quá. Rất dẻo. Rất chủ động tì lưới, nhưng đó là một tình huống cầu không qua lưới. Giật cầu hơi vội rồi, 15-13 cho Triệu Nghĩa. Ơi. Đập cầu rất ngang. Vâng, tì cầu ăn điểm trực tiếp luôn. Mà đối thủ đập cầu cao một chút thôi, anh ta liền tì lại ăn điểm luôn. Chứ không phải là tì lại để lấy an toàn nữa, mà tì ngược lại ăn điểm luôn. Đây, người ta thấy trận đấu hay, người ta sẽ ủng hộ ấy. Nên ra là ở cái điều lệ của giải đấu ấy, cũng sẽ không có giải thưởng. Một pha cầu không hiểu ý nhau của Triệu Nghĩa, 16-15. Tên Huyền Trang nhá. Những người tên Trang thường rất xinh. Bán kết còn lại là cặp đôi Tú Lộc gặp Hưng Đức ạ. Cầm Tú Lộc gặp Hưng Đức. Nghĩa hình như cầm 99k anh ạ. Vẫn lên. Sợ thật, cổ tay quá khỏe. Ôi ve kìa. Nghĩa ve tốt thật. Ăn chưa? Ăn rồi, dính lưng rồi. 100 người xem rồi. Lên 1.000 người cho Hùng xem nào. 1.000 người được không? Mỗi người chỉ cần một cái chia sẻ thôi, đảm bảo lên 2.000 không phải 1.000. 6-18. Bắt, vâng. Đều phong trào hết anh nhá. Đều phong trào hết. Tiếp nhá. Thằng Long Hồng kia mày không chia sẻ giúp anh à? Rồi, tuyệt vời quá. Cầu lỗi 18-20, vâng, khoảng cách. Cầu không qua lưới 19-20. 19-20. Non rồi. Vâng, cuối cùng thì điểm số đã được san bằng 1 phẩy. Lên được con số như này, tuyệt vời quá. 20 đều. Đập cầu. Phản cầu cạch từ Ngọc Triệu. Cái trận đấu hay thì mọi người hãy theo dõi cái trang Facebook này của Hùng ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo ngay khi mà Hùng livestream các trận đấu của giải đấu này và các giải đấu trong tương lai nha. Thủ hay quá, non rồi. Có vẻ 21 đều. Cao rồi. Vẫn bắt được. Ôi, cầu ngang quá nhanh. Tặng mời anh em ạ. Hello anh Nam Hiền. Hello người chia sẻ Nguyễn Trọng Luân nha, cảm ơn. Phát cầu tốt. Ăn rồi. 24-22 cho Ngọc Triệu và Nghĩa. Có vẻ ở những giây phút vừa rồi thì vận động viên Tô thi đấu thực sự chưa được phong độ và chưa thực sự tốt. Hello mọi người, chắc là vừa ai chạm vào máy quay. Chắc là Hùng muốn trả lý nữa, vừa rồi chạy ra ngoài. Có việc gấp. Điểm đang 27-22 cho Triệu Nghĩa vâng. 28-22 cho Triệu Nghĩa rồi. Cặp đôi Triệu Nghĩa đang vươn lên dẫn trước rồi. Điểm số 29-22 rồi. 29-22. Vâng, một pha chém câu đây cảm giác. Ok, người ta kệ người ta. Điểm số cuối cùng rồi, Nghĩa đập rất sung. Rồi, trận đấu kết thúc. Vâng, 1-8 không ai lường trước được cặp đôi Triệu Nghĩa. Quá xuất sắc. Ok, chúng ta đến với trận đấu bán kết. Trận đấu bán kết thứ hai. Trận đấu của hai cặp đôi có thể nói là người nhà gặp nhau. Phía bên phải màn hình là cặp đôi Hưng Đức. Ở phía bên trái màn hình là cặp đôi Tú Lộc. Ok, để xem trận này, nhưng mà xem trận nào nữa mọi người. Hello, trận trước Nghĩa với Triệu An nhá.
Đúng rồi, đôi gần màn hình đôi Triệu Nghĩa, đôi béo béo đấy ăn. Tôi bắt. Nhưng tí kiểu gì cũng vẫn phải quay, quay góc đấy. Một pha chém cầu đầy cảm giác, điểm số đầu tiên cho cặp đôi Hưng Đức. Điểm 1-0. Sẽ là một trận đấu vô cùng tuyệt vời. Cặp này gặp Triệu Nghĩa thì thôi rồi, cực hay luôn. Năm không. Vận động viên số 1 Việt Nam còn đánh sân ngoài trời, đấy là chuyện bình thường. Nhập ra thì tùy tục. Đây là giải đấu hội làng được tổ chức tại thôn Ô Cách, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một giải đấu phong trào và có rất nhiều các tay vợt phong trào hàng đầu của miền Bắc thi đấu. Giả sử như cặp đôi phía trước màn hình của chúng ta đây, cặp đôi Hưng Đức